Mùa dịch bây giờ không có gì ăn hay là bánh tráng mắm ruốc à, chỉ có bánh tráng mắm ruốc thôi. Đúng à, bánh tráng mắm ruốc à. Cái gì là bây giờ là chỉ có bánh tráng mắm ruốc á, mà người ta thường gọi là hương sắc quê Việt á, chỉ có Hồng Thái Bắc Bình à, mới là có bánh tráng mắm ruốc. Mà giờ này là bánh tráng mắm ruốc á là ăn rất là ngon, mà ăn ngon á là ăn nhiều thì uống nước nó nhiều, mà uống nước nhiều thì nó no. Con chạy nước. Đó, bây giờ nó để chạy nó đi lấy nước á, phải vừa ăn vừa uống là no luôn à. Thấy rồi, chúng đây những gà hai đứa sanh đôi nè. Đó, nay mấy tuổi rồi con, mấy tuổi rồi? 12 tuổi rồi. Còn thằng này chó thừa này nữa nè, to trong mùa Covid này là chỉ có cái bánh tráng này à. Bánh tráng mắm ruốc là gọi là hương sắc quê Việt của mấy bé. Từ từ. Đó. Bây giờ ngồi im nha, phỏng vấn từng đứa nha. Giờ thằng này là tên gì nè? Tên Thừa. Cái Thừa. Cái gì? Cái gì Thừa? Điên cái Thừa. Bao nhiêu tuổi rồi? 8. Học lớp mấy rồi? Lớp 2. Lớp 3. Trời ơi, lớp 3 ngày 8 gì. Rồi bắt đầu tới con này. Dạ. Con này tên gì? Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ Ngọc Tuyền. À Ngọc Tuyền. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 10 tuổi. 10 tuổi học lớp mấy hả? Dạ lớp 4. Mà ăn gì mà răng gãy dưới rồi, nhe răng thử rồi. Ăn ngoài bé. Bây giờ tới con này. Con này à, tên gì? Sinh nhật cao 10 tuổi. Ngọc Thiền. Ngọc Thiền. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 12 tuổi. Học lớp mấy hả? Lớp 6. Lớp 6 chuẩn bị xuống kia học lớp 7 hả? Xuống trường dưới hả? Xuống trường dưới học lớp 6 á. Trường dưới học lớp 6 hả? À coi như là lên lớp 6 mà chuẩn bị xuống dưới trường dưới Hồng Thái học lớp lên lớp 6. Còn con này, ngày tên con gì? Ngọc Hiền. Ngọc Hiền. Cũng là bao nhiêu tuổi? 12 tuổi rồi. 2 tuổi cũng như học lớp 6 hả? Dạ. Là hai chị em. Hai em. Cái nào chị? Con nào chị? Đó, chị đưa tay lên nữa rồi. Này. Đó, chị đó hả? Rồi, này là em. Rồi bắt giờ là mấy chị em ngồi ăn bánh tráng bánh ruốc. Con này nó ăn ngán, nó lên như này, nó nằm. No chưa? Mình lên nằm đi. Dạ, cho con cái nữa. Xuống ăn đi, ăn tiếp. Nè. Cho mày cái rồi thì xong, người ta ăn đủ. Nhìn. Nè, phải kẹp lại nè. Ăn. Ăn chiều chiều là chỉ có này là nó ngon nhất thôi. À chưa. À. Lại.
Ngon quá. Con dây. Ngon không tuổi? Ngon. Ngon. Ngon mà được cái này hơi cay á. Bỏ ớt hiểm mà. Ớt hiểm. Ngồi vô, nắm ngồi vô. Quay đâu mẹ? Quay qua quay lại. Sao mẹ nói vậy đi? Mẹ kêu bố quả cháo ngồi ăn bánh tráng gì cho mẹ nói vậy? Mẹ nói em, được không? Đây là bố con quả cháo đang ngồi ăn bánh tráng. Mày nói. Mẹ đi, mày ngủ quá mẹ phi. Mình quay là phải nói á. Con biết ăn nước bị mất cái tay rồi à. Rồi cả, thấy ăn đi, ngồi xuống. Ngồi vô.